Xin kính chào tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Cường Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì hai anh em tôi lại tiếp tục lên trên nhà của bí thư già để tiếp tục sơn nhà. Thì hôm qua thì hai anh em chúng tôi đã sơn ở bên trong này rồi. Hôm nay nếu mà thuận lợi mà lấy được thêm sơn ấy, bởi vì là hôm qua thiếu một thùng sơn nữa để sơn bên trong, nhưng mà lại không đủ nữa rồi. Giờ một lúc sẽ lấy màu ở bên ngoài này này. Đó. Thank you.
lớp đầu tiên là sơn nó ra nổi thành màu trắng bệch. Sơn đến từ xuôi lên sơn mà không đẹp nữa là không ăn tiền đấy nhỉ anh nhỉ? Làm phải ăn tiền. Mình làm lấy tiền đấy. Mình làm lấy tiền chứ không làm để lấy lấy tiền. Quấy nhau chết giờ. Đến ngày mai nữa mới xong được vụ bác. Ngày mai tầm khoảng buổi xong anh? Tối mai. Khả năng đến tối ấy nhờ. Mỗi buổi không thể xong được. Vấn đề là ngày mai sơn về lúc mấy giờ? Ừ nhờ. Anh mà lúc đấy thôi anh Ngọc vào là khoảng 3 giờ chiều gì đấy mà. Như vậy là cũng đã sơn xong ở phần bên ngoài của các bác ạ. Xong thì bắt đầu tiếp tục là sơn đến bên trong, nó là nhà vệ sinh. Thì trong cái thời gian đó thì cũng hết cái sơn màu hồng. Màu hồng với màu cam anh nhỉ? Màu hồng ở bên trong nhà ấy. Thì là hiện tại đang đặt sơn. Bảo là chiều nay 3 giờ thì sơn mới tới ở trong cái bến xe thị trấn hay sao ấy. Thì ngày mai thì hai anh em Cường sẽ lại tiếp tục lên trên này làm một ngày nữa thì mới xong được cái phần sơn này. À còn bên kia còn thiếu một chỗ nữa anh. Có đủ không nhỉ? Nó phần cửa này quý bác. Anh Hiệu là bao nhiêu năm trong nghề rồi? Bỏ nghề lâu rồi. Giờ tái xuất à? Tái xuất ra vụ. Đó thì trong khi đợi một chút thì Cường và anh Hiệu sẽ tiếp tục vào trong nhà vệ sinh để sơn. Nhà vệ sinh sơn màu xanh thì nó sẽ đẹp hơn quý bác. Rồi là sơn chưa khô nên là màu nó chưa nổi nên nhìn nó cũng chưa gọi là đẹp hẳn đâu. Đây lúc đấy là bên này là còn thừa lại cái sơn màu hồng ấy, giờ chưa khô hẳn, nó chưa nổi màu. Có phải sơn lần thứ ba không anh? Cô bác thì bên này này thì cái mặt tiền là sơn xong à. Thì bây giờ hai anh em Cường cũng phải về đã, bởi vì hết sơn rồi. Ngày mai thì Cường với anh Hiệu lại tiếp tục lên trên này để sơn cái phần bên trong, đó là sơn nội đấy, còn bên này là sơn ngoại. Thì video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. 可以到当地去打。